À, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo để tìm hiểu những phần còn lại của BRZ5 và đặc biệt là Camera 6.0. Thì vừa rồi chúng ta kiểm tra qua cái phần này là phần basic. Bây giờ nói về cái phần là thông khớp này, nó y hệt. Thật ra ngày xưa thì chúng ta dùng cái này, chúng ta rất quan tâm về những phần như là highlight, light, dark và shadow. Thì ra chỉnh này chẳng qua là highlight là những vùng sáng trên hình, light là light và dark, có nghĩa là phần trung gian, chỗ nào sáng hơn là light, chỗ nào tối hơn là dark, và shadow là vùng tối trên hình. Nhưng mà để phân kênh như vậy nó rất là khó, do đó người ta đã dùng cái công cụ này để thay thế. Thật ra ta dùng cái này để chỉnh thì nó dễ hơn, do đó ta không quan tâm tới bảng này nữa. Tiếp theo là công cụ này là HSLR Grayscale để mà chỉnh màu, thì Huey Saturation Luminance thì chính là cái bảng này, chúng ta đã làm quen rồi. Thì ngày trước chúng ta phải phán đoán là Huey thì kéo cái nào nó ra cái nào, thì này tôi không cần nói nữa bởi vì CS3, CS4 đã đề cập này khá nhiều. Thì riêng CS5 tôi bày quý vị cách làm là với bốn công cụ nào đủ là coi như là bốn ba chức năng này là bao gồm cả cái này. Riêng tiếp theo là tới cái phần là này, detail. Thì theo cái là độ nét của hình, độ chi tiết của hình, đồng thời khử nhiễu cho hình, thì chúng ta phóng lớn lên thấy rõ hơn. Đối với Fedora thì phần sắp bên phần nét nó chỉ được 25%. Nếu ta muốn nâng nét cho hình, ta kéo cái này lớn lên một chút xíu, và như việc kéo là lớn lên nhiều 50, mình thấy hình nét hơn rất nhiều. Nếu bằng chụp JPEG thì nó bằng không nên hình nó rất là yếu, thì cho đó ta sẽ kéo khoảng cỡ 50% để cho nó thấy rõ hơn. Thì bạn có thể giữ phím alternate bằng kéo trong quá trình kéo, mình thấy nó ra cái sắc độ đen trắng nên ta dễ coi hơn đó. Tôi kéo là khoảng cỡ 50 rồi tôi buông ra. Rồi sau đó là nói về phần detail là chúng ta chỉnh độ nét, đó là nét trên những cái đường biên. Rồi muốn chỉnh nét bên trong của cái vùng da thì ta chọn detail, cũng tương tự như vậy. Ta giữ internet ta kéo thì cái phần da thấy nó hộp, nó lên gai, nó lên thì cái da nó có hạt hơn. Và cuối cùng là phần color, nếu bình thường ta thấy chỗ này thì color nó bằng không, thì bạn thấy là nếu mà chụp mà với cái ISO cao hoặc là thiếu sáng thì chỗ này nó ra những cái màu nhiễu. Do đó là kéo phần color hết cỡ thì nó mất cái màu nhiễu. Và muốn khử chi tiết hơn ta kéo phần detail. Thì đây chính là cái phần mới của CS5 mà CS4 không có được, là phần color detail này, đồng thời luminance là để khử nhiễu bên trong này cũng tương tự như vậy. Thì ta muốn bớt đi cái phần nhiễu hạt thì ta kéo phần luminance, và nếu đồng thời kỹ hơn là kéo đây thì nó tốt hơn nữa. Đó là một số chức năng mới của phần detail của CS5, nó khác với CS4. Thì bây giờ bạn thấy hình nó đỡ hơn rất nhiều so với lúc đầu, nếu mà chưa có chức năng của detail bằng cơ ban đầu nè, nó rất là tệ. Nhưng mà nếu mà có chức năng này rồi, mình thấy nó khác hẳn. Thì tôi sẽ chụp lại cái ảnh này 02 02, nó khác 01 là nó có nét và nó có khử nhiễu.